Chiều ngày 22 tháng 11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an cho biết, sau gần 3 tháng xác minh, C04 xác định cầm đầu đường dây sản xuất ma túy là Nguyễn Thị Hoài, 31 tuổi, trú quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Hoài chỉ đạo Mạc Đức Vinh, Đào Hoàng Nam và Nguyễn Hưng Long pha trộn, đóng gói ma túy, còn Thạch Hoàng Minh và Võ Thị Quỳnh Trang phụ trách việc giám sát. Thủ đoạn của các đối tượng là mua bán ma túy qua mạng xã hội, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, thuê các công ty vận chuyển đưa ma túy, các loại phụ gia, bao bì đóng gói về Việt Nam tập kết tại kho ở thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 5 tháng 6 năm 2023, khi Thạch Hoàng Minh và Võ Thị Quỳnh Trang đưa ma túy đi tiêu thụ, một tổ công tác ập vào bắt quả tang, thu giữ 67 kg ma túy tổng hợp, trong đó có gần 9.000 gói ma túy thành phẩm và 20 kg ma túy tổng hợp dạng bột chưa đóng gói, tạm giữ 17 đối tượng. Khám xét 7 địa điểm pha chế, đóng gói và cất giấu ma túy, tổ công tác thu 217 kg ma túy tổng hợp các loại, 208 kg vỏ bao bì cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng vào pha trộn, đóng gói, vận chuyển ma túy. Ước tính số bao bì các đối tượng có thể làm được khoảng 1 tấn ma túy nước vui. Mở rộng vụ án, ngày 17 tháng 8 năm 2023, ban chuyên án bắt giữ Bùi Trung Nguyên, thu giữ 3 kg ma túy tổng hợp cùng băng chuyền, bột, phụ gia, bao bì dùng vào sản xuất, đóng gói ma túy. Đến nay, C04 đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, trong nửa năm, các đối tượng đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy nước vui,